Trong tin nghịch, như các bạn đã biết, Vương Lâm sau khi đồng ý đi cùng Bát Cực Ma Quân, vị lão nhân kia đã dẫn anh ấy tới một vùng đất mới. Ở nơi đó, cho dù là nguyên anh tu sĩ đi vào cũng không thể tránh khỏi việc bỏ mạng. Bởi thế, ít nhất cũng phải là nguyên anh hậu kỳ mới dám đi vào. Chính bởi điều này, nơi đây được gọi là vùng đất cấm. Tuy nhiên, Vương Lâm không chỉ đi với Bát Cực Ma Quân, lần này đi tới đó, Vương Lâm còn đi cùng 4 người nữa. Thế nhưng, tại sao muốn tới nơi này lại phải tập hợp những người có tu vi cực cao? Điều này cũng bởi nơi mà Vương Lâm sắp đi tới, đó chính là Cổ Thần Chi Địa. Tuy nhiên, càng là nơi nguy hiểm thì đồ tốt lại càng nhiều. Mặc dù thế, vừa khi đi vào Cổ Thần Chi Địa, Vương Lâm đã bị đám người kia chơi xấu. Bởi vậy, hiểu được nguy cơ bỏ mạng của mình rất cao. Nhân cơ hội đám người hóa thần kỳ đang giao chiến với cự xà, Vương Lâm đã ẩn nấp và tách ra khỏi đám người kia. Sau đó, trong lúc ẩn nấp, Vương Lâm đã vô tình thu được một ít dịch tủy của cự xà. Bởi vậy, anh ấy đã bị bản thể của cự xà là một con dao long truy tìm. Ngay lập tức, Vương Lâm liền trốn trong Thiên Nghịch Châu 10 ngày mới dám trở ra bên ngoài. Cũng từ đây, khó khăn bắt đầu. Trên quãng đường di chuyển trong Cổ Thần Chi Địa, Vương Lâm đã suýt bỏ mạng mấy lần. Nếu không phải có Thiên Nghịch Châu, anh ấy đã bị những sinh vật ở đây nuốt chửng. Cứ thế, Vương Lâm vượt qua tất cả bước tới cửa ải đầu tiên là một mảnh sa mạc rộng lớn. Sau khi vượt qua sa mạc, Vương Lâm tới một cái hắc tháp. Bên trong nó, Vương Lâm đã chế tạo thành công thêm một ma đầu nữa. Tiếp theo, Vương Lâm liền đi ra bên ngoài và gặp Mạnh Đà Tử, lão gia hỏa cùng một con cóc. Ngay lập tức, nam nhân kia đã dùng mưu trí đoạt lấy túi trữ vật của hắn ta và đi vào cửa ải tiếp theo, đó chính là Bất Quy Lộ. Ở cửa ải thứ hai này, Vương Lâm đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà Vương Lâm đã học được cách sử dụng cấm chế. Và cũng trong cửa thứ hai đó, Vương Lâm đã gặp lại Lục Dục Ma Quân. Lần này, Vương Lâm mắc kẹt ở đây 7 năm. Trong thời gian đó, anh ấy liên tục phá hoại cấm chế mà tên kia tạo ra. Tuy nhiên, Lục Dục Ma Quân lại tưởng Cổ Đế phá hoại. Bởi thế vừa gặp nhau, hai tên kia đã giao chiến với nhau một trận. Còn Vương Lâm, anh ấy thì ngư ông đắc lợi, chờ hai tên kia thương tàn. Tuy nhiên, hai tên kia sau khi giao thủ, bọn họ đã phát hiện ra trong cửa ải thứ hai này có sự xuất hiện của một người nữa. Bởi vậy, bọn họ có chút đề phòng. Sau đó, hai người hợp lực tiến lên. Còn Vương Lâm nhờ hai tên kia mở đường, anh ấy cũng chậm rãi đi theo. Cuối cùng, nhờ hai tên kia dẫn đường, Vương Lâm cũng vượt qua cửa ải thứ hai và gặp được hư ảnh của Cổ Thần Đồ Ti. Sau đó, anh ấy được ban thưởng ngọc giản chế tạo cấm chế. Và tiếp theo, Vương Lâm cũng liền tới với cửa ải thứ ba. Lần này, anh ấy được truyền tống tới một không gian khác. Trước mắt anh ấy là một tòa bảo tháp ở dưới hồ nước. Đi vào bên trong, Vương Lâm gặp lại Bát Cực Ma Quân đang bị chặn ở cửa ngoài. Tuy nhiên, đối với Vương Lâm, cửa ải này lại có chút đơn giản. Điều này cũng bởi nơi đây rất giống với ngoại vực. Bởi vậy, với lợi thế là thôn hồn, Vương Lâm nhanh chóng điều khiển du hồn dò xét nơi đây. Không lâu sau, Vương Lâm đã tìm được vị trí của Cổ Đế. Sau đó, anh ấy liền sai du hồn bao vây tên kia và lấy mạng hắn rồi mang túi trữ vật rời đi. Thế nhưng, nguyên anh Cổ Đế vẫn còn, hắn ta được Mạnh Đà Tử ném vào một cái không gian kỳ lạ, sau đó bị ma hóa trở thành yêu thần. Còn Vương Lâm, anh ấy bị yêu thần Mạnh Đà Tử truy đuổi giáo giết. Bởi thế, anh ấy liền tức tốc chạy tới cửa ải thứ tư. Còn đám người Bát Cực Ma Quân cũng giống như Cổ Đế, tất cả đều bị bắt đi và trở thành yêu thần, chỉ riêng Lục Dục Ma Quân là chạy thoát. Thế vậy, Vương Lâm nhanh chóng tẩu thoát. Sau cùng, anh ấy phải dùng ra toàn bộ pháp bảo mới có thể ngăn cản yêu thần Mạnh Đà Tử. Nhờ thế, Vương Lâm mới đi vào được truyền tống trận và vượt được cửa ải thứ ba, đạt thành tựu lĩnh ngộ giả đi vào trong thân thể cổ thần. Thế nhưng, vừa khi tới đây, Vương Lâm liền cảm nhận có người tới. Anh ấy liền đi vào trong Thiên Nghịch Châu thì vô tình phát hiện Lục Dục Ma Quân vẫn còn sống. Hơn nữa, anh ấy còn thấy tên kia cùng sư phụ mình là yêu thần Thiên Ma Tán Nhân tàn sát lẫn nhau. Từ đây, Vương Lâm biết tất cả mọi thứ ở đây đều do Thiên Ma Tán Nhân sắp đặt từ hàng ngàn năm trước. Đáng tiếc, khi tên kia lấy được băng tinh, thứ để mở ra truyền thừa ký ức cổ thần, hắn ta lại bị chủ nhân của hắn trong thế giới này là Đoá Mục phát hiện ra. Sau đó, Thiên Ma Tán Nhân đành phải bỏ lại băng tinh kia. Còn Vương Lâm, thấy hai tinh kia đã rời đi, anh ấy liền lấy băng tinh và bỏ chạy. Đến một nơi an toàn, Vương Lâm xem xét khối băng tinh kia một hồi. Sau đó, anh ấy liền cho nó lên trán. Bất chợt, ánh sáng lóe lên, anh ấy liền được đưa tới một không gian kỳ lạ. Tại đây, anh ấy gặp được Cổ Thần Đồ Ti và chính thức có được truyền thừa. Đầu tiên chính là công pháp Cổ Thần Quyết, cùng với đó là một bộ phận ký ức của cổ thần. Cũng từ ký ức đó, Vương Lâm biết người lấy mạng cổ thần chính là một nam nhân tóc đỏ. Sau đó, xem xét nơi này một lượt, Vương Lâm vẫn không tìm được đường ra. Cuối cùng, anh ấy chọn cách tu luyện Cổ Thần Quyết và liên tiếp đột phá tới kết đan hậu kỳ. Thế nhưng, vẫn chưa thể đột phá nguyên anh kỳ. Cũng bởi điều này, Vương Lâm vẫn chưa thể thoát được. Liệu rằng tiếp theo Vương Lâm sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!